trong khi đông đảo người dân phản đối việc đưa môn lịch sử thành môn học tự chọn ở cấp trung học phổ thông, thì cô giáo Lam lại chia sẻ bài viết của Trương Huy San có nội dung chê trách, phê bình mấy ủy ban của Quốc hội. Và khi Huy San hay đài BBC tiếng Việt, Việt Tân lên tiếng thì ắt những kiến nghị của dân đã quá minh tường rồi. Thế mà cô giáo Lam còn bảo rất nhiều cử tri bức xúc vì Ủy ban Văn hóa Giáo dục đề xuất để Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ môn lịch sử là môn học bắt buộc. Thật sự đáng buồn và thất vọng về cô giáo Lam, bởi vì trong khi Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đã lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đội ngũ chuyên gia lịch sử và các đại biểu Quốc hội theo hướng quy định môn học lịch sử cấp trung học phổ thông là môn học bắt buộc với khối lượng kiến thức phù hợp, thì cô giáo Lam lại chia sẻ bài viết của dân chủ Trương Huy San, người có bề dày thành tích chống phá, từng là phóng viên báo Tuổi Trẻ, nhưng do tư tưởng méo mó, thái độ chấp hành kỷ luật kém nên đã bị đuổi khỏi tòa. Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cũng phải suy nghĩ và lắng nghe rất nhiều ý kiến từ phía cử tri, cả kênh chính thống và cả kênh thông tin trên các góc độ khác nhau, rồi mới đề xuất, báo cáo để Quốc hội quyết định, chứ đâu bức xúc thông thường như cô giáo Lam và Trương Huy San nói. Là một giáo viên thì chắc hẳn cô giáo Lam hiểu được lịch sử là hồn cốt, hồn huyết của dân tộc, do nhân dân làm nên lịch sử, nhân dân bảo tồn, học tập từ kinh nghiệm lịch sử để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ đời này qua đời khác. Chính lịch sử đã chứng minh điều ấy đối với dân tộc Việt Nam. Vì thế, bất luận thời kỳ nào, việc học lịch sử là giữ gìn hồn cốt của nhân dân. Điều đó rất đúng đắn, có gì sai? Thế nên, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định giữ môn lịch sử vẫn là môn học bắt buộc, thì cô giáo Lam lại sinh ra tư tưởng kỳ thị đa số người dân ủng hộ quyết định này. Trước đây, người ta bức xúc khi cô giáo Lam có bài thơ "Đất nước mình ngộ quá phải không anh?" Bài thơ ám chỉ người Việt Nam không chịu lớn, rồi tự nhục suy nghĩ rằng đất nước đi về đâu. Đất nước đi về đâu thì mấy năm qua hẳn cô Lam đã thấy. Còn cô Lam đến tận hôm nay, cô vẫn không lớn nổi cái tư duy của mình mà cứ luẩn quẩn trong cái vòng kim cô tự nhục mãi. Giờ đây cô Lam lại có hành động như vậy thì thật là đáng buồn. Một cô giáo đã từng bị công an gọi tên, bị nhà trường nhắc nhở, nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa nhận thức ra như thế nào là tự nhục. Xin thưa với cô giáo Lam, nhân dân mình không ngộ thế đâu cô. Có lẽ phải mượn những câu thơ của cô giáo Đào Thu Hương từng phản biện lại bài thơ của cô giáo Lam để một lần nữa cho cô thấm thía đất nước mình đi về đâu. Thân gửi cô giáo Lam, nếu đất nước ngàn năm không chịu lớn, thì bây giờ em chẳng thể gọi tên. Nếu dân tộc đớn hèn như em nghĩ, thì còn đâu giải bờ cõi nối liền. Em đã quên những bài ca bất hủ, cha ông ta ba lần thắng quân Nguyên. Em đã quên máu trào Điện Biên Phủ, để Việt Nam trên thế giới có tên. Em đã quên hàng triệu người trong đất để hôm nay Tổ quốc ngẩng cao đầu. Em đã quên bao linh hồn bất tử đang vật vờ đâu đó giữa biển sâu. Em đã quên và đã quên nhiều quá. Lời em kêu sao buồn đến rụng rời. Sao không hỏi mình làm gì đi nhỉ mà lại trao câu hỏi ấy cho người. Dân tộc này không bao giờ chết được, nếu diệt vong chỉ có lũ sâu thôi. Những đứa con dù sống hay đã chết, vẫn ngàn năm quấn quýt trái tim người. Đất nước mình có gì ngộ đâu em, 4.000 tuổi, 4.000 năm văn hiến, 4.000 tuổi, 4.000 năm chinh chiến, máu ông cha thấm đẫm núi sông này. Đất nước mình có gì lạ đâu em, dâng bánh chưng tưởng nhớ về tiên tổ, dự án tượng đài nước nào chẳng có,
sinh mạng con người tùy ở chí mình thôi. Đất nước mình có gì buồn đâu em, biển bạc rừng xanh cánh đồng lúa biếc, rừng trùng điệp và biển xanh tha thiết, những con thuyền vượt sóng tới trùng xa. Đất nước mình có sầu thương đâu em, mỗi đứa trẻ sinh ra ấm vành nôi ngọt sữa, di sản cho mai sau được bảo tồn gìn giữ, đứng trước năm châu không hổ thẹn cúi đầu. Đất nước mình rồi sẽ chẳng về đâu, sẽ đứng vững dù can qua bão tố. Yêu đất nước em chuyên cần dạy dỗ, góp sức mình xây đất nước phồn vinh. Đất nước mình không ngộ lắm đâu em, ai đi xa luôn dạt dào nỗi nhớ. Là dân Việt, lòng ai không chăn trở, ai không người nặng nợ với non sông. Em có biết đất nước về đâu không, khi lòng người vẫn nhỏ nhen ganh tị, đem thù hận, đớn hèn và ích kỷ gieo vào lòng thế hệ trẻ hôm nay. Người Việt mình sao không tỉnh cơn say, sao lắm kẻ mãi ăn mày dĩ vãng, sao không hiểu muốn quốc gia sáng lạn, cần mọi người cùng góp sức chung tay. Đất nước mình không ngộ lắm đâu em, ai vẫn nhớ những đói nghèo khốn khó, chuyện áo cơm nên giang dở học hành của ngày đầu đất nước điêu linh. Đất nước này không buồn thế đâu em, đói khổ đắng cay qua rồi năm tháng. Em hãy tin một ngày mai sáng lạn, sánh vai cùng bốn bể năm châu.